Vâng, xin chào bác cho anh em, chào mừng các bác quay trở lại với kênh Quyết Audio Video ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho các bác anh em một cái mẫu vàng số đến từ thương hiệu của Adni Adni, nhắc đến Adni thì chắc chắn một điều đó các bác sẽ quen với cái hàng cực kỳ chất lượng Đặc biệt là về vang số hay là dòng đẩy Đẩy thì quá nổi tiếng, cũng khá nổi tiếng trên thị trường rồi Và vang số thì những em vang số như 9800 Về yeah, 9800 về sau nha Hay 9900 bản 2022 Và đây là bản Uh, Adni 990 Plus bản 2023 bản nâng cấp cao cao cấp hơn đây là bản vang số cao cấp nhất của Anny tính đến thời điểm hiện tại và nó có gì đầu tiên thì trước mặt hình thức các bác có thể nhìn thấy luôn thì nó đã thay đổi tông màu rồi thay, thay đổi sang màu uh, ghi màu lông chuột này thì sẽ ghép nối được uh, nhiều thiết bị hơn uh, để phù hợp với màu sắc hơn nhé Uh, nhiều anh em thì có rất thích con Ani không để trước đó nhưng mà nó màu đen mà đẩy có bác màu trắng không thể nào ghép vào nhìn nó hơi bị kịch nó hơi bị lệch một tí mà đẩy của ông đi ông này là màu đen nữa cơ. đấy nên là ông cứ làm theo tông màu của ông ấy nữa đây thì chuyển đổi rồi màu ghi này các bác thích ghép vào đẩy màu trắng cũng hợp mà đẩy màu đen cũng hợp các bác yên tâm đi với kinh nghiệm đi nắp đổ em với những do dòng, dòng màu ghi này cực kỳ dễ nắp ghép để đồng màu và nhìn nó hợp mắt luôn và cái thứ hai nữa thì các bác có thể nhìn thấy luôn thì nó bỏ những cái nút xoáy rồi. Bỏ những cái nút xoáy 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 rồi. Bây giờ tất cả là nút bấm nha. Tất cả nút bấm. Nút gọi các chế độ hay là nút tăng giảm âm lượng đều là nút bấm rồi đúng không ạ? Và thêm nữa đó là có thêm những cái đèn mưa ở đây. Đèn nháy đèn mưa đấy. Các bác có thể nhìn thấy ở đây các bác cho nhạc và nó sẽ nháy. Mic này nhạc này các cổng đầu ra như ra nhạc hay cổng ra súp cổng center đây đó nháy lên rất là đẹp các bạn đó là về mặt trước và về mặt sau đi các cổng kết nối phía sau đầu tiên thì em sẽ qua giới thiệu cho bác luôn từ trái từ phải qua trái nhé à, các cổng kết nối mic ở phía sau này rất nhiều anh em hỏi không biết là cái, này mic hai nó đều hai cổng mic hai vậy hai cổng mic một cắm vào thì nó có, có kêu khác nhau không Cổ mic 2, cổng mic hai cổng mic một này thì nếu như anh em sử dụng ở nhà hai bộ mic ấy, thì các bác có thể chỉnh ở trên phần mềm luôn Riêng biệt từng Chế độ cho từng hiệu ứng Phần mic này luôn Gọi là chỉnh hai mic riêng biệt đấy, đấy. Và Tiếp theo Ở à đây nó có thêm cái nút xoáy xoáy này anh em hỏi Cái này nó để giới hạn âm lượng bằng tay Các bác có thể giới hạn âm lượng bằng phần mềm cũng được Và các bác có thể giới hạn phần mềm bằng tay này cũng được Cách nào cũng được các bác giới hạn âm lượng thì không để cho nó to quá mức để cho nó kiểu như nhiều anh em dùng đến kiểu mở mic lên ấy. nhiều người không quen người ta đến người ta chơi người ta mở lên thì nó thành ra mở to quá bị rú rít chẳng hạn hoặc là nó bị uh, kêu hình lên cái thành ra nó bị hỏng nó ví dụ như thế rồi tiếp theo sẽ, sẽ là các cổng đầu vào em sẽ giới thiệu cổng đầu vào với nó đầy đủ cổng quang và có cả cổng qua si luôn Đó, đây là hai cổng đầu vào này quang và có Si. ở bên này thì các cổng in này in 1 in 2 này là chính là cổng anh em hay gọi là cổng AUX cổng AV đấy cổng vào đây kết nối từ TV xuống nhà hay là các bác kết nối từ những cái thiết bị khác vào để lấy nguồn nhạc đây cổng AV đây còn các cổng đầu ra thì phía sau thì vẫn thế thôi à, cổng main này hay là các hay gọi là cổng MRMN hay là cổng SRN chính là nó đây có cổng center là cổng loa trợ lời cổng súp đây đầy đủ luôn nhá. Ngoài ra thì có thêm cổng súp và cổng center bằng AV nữa để cho các bác đầu nối đây nhá. Rất tiện lợi đúng không ạ? Còn cần gạt này em cũng chưa rõ cái cần gạt này. em chưa thử cần gạt này. Em sẽ lên video sau để hướng dẫn cho anh em sử dụng và nói rõ hơn về những cái nút chức năng cần gạt này nhá. Đấy, quạt tản nhiệt, nguồn. Đấy đặt phía sau. À và tất nhiên rồi, những cái mặt ở quay phía trên này thì các bác có thể nhìn thấy luôn, đầu tiên thì nó có một cái lỗ một cái để tản nhiệt đây. Đấy tản nhiệt và nó có nứa chống bụi bên trong ngoài ra thì nó sẽ có thêm những cái tem chắc chắn rồi vẫn có tem để các bác có thể nhìn thấy tem thương hiệu tại bàn đây là của Adni à, và thêm một cái tem để kích hoạt bảo hành nữa đúng không kích hoạt bảo hành nên các bác cào mãi này ra và nhắn đến đầu số 8055 để kích hoạt bảo hành Đó. cái này à, gần như là con nào của Adni cũng có hàng hãng nào nó cũng sẽ có thôi và điều khiển của em này thì khá chi tiết quá nhá. điều khiển thì à thay đổi rồi, không còn như cái điều khiển đồ chơi uh, đợt trước nữa. Điều khiển này nhìn nó ra hồ điều khiển hơn và chắc chắn hơn rồi. Uh, có thể tăng giảm bát chép uh, phần mic phần nhạc trực tiếp ở trên uh, điều khiển các bác nha Đó. Tăng uh, tăng giảm âm lượng tăng giảm effect. Đấy, tăng giảm âm lượng uh, nhạc, mic, effect đây. Đấy và cái hiệu ứng uh, khác nữa. Rất nhiều hiệu ứng cho bác anh em nhé Điều khiển này khá chi tiết đấy các bạn và bên trong uh, nguyên hộp nguyên bản của nó sẽ là có những gì quay cho bác anh em xem ở đây là nguyên thùng của nó vừa mở ra quá nhé nó sẽ có dây kết nối này dây kết nối máy tính uh, Dây nguồn và một cái điều khiển Đấy, điều khiển em này thì không có Bluetooth đâu nên các bác Đừng hỏi em là dâu Bluetooth nó đâu nhá nó không có đâu những dòng đời cao chỉ cổng quang thôi cổng quang cổng AV thôi Đấy, nguyên bản máy ở đây, quyển sách hướng dẫn. Các bác không phải đọc cái này đâu. Em sẽ lên video hướng dẫn cho anh em sử dụng nó chi tiết hơn chứ các bác đọc cái này làm gì đâu. Đôi khi đọc khó hiểu, em đọc cũng nhiều khi đọc mãi nhiều cái không hiểu. Đấy. Và các bác yên tâm, trong này nó không có dây dắt thì bên em sẽ tặng dây rắc cho các bác khi anh em lấy em vang số Adni này. Đầu tiên đó là tặng dây ca lông, tặng dây ca lông trước đúng không ạ? dây cá lông này thì tùy theo các bác đấu đẩy hay đấu âm đi thì các bác nhắn em thì em sẽ gửi để gửi âm đấu đẩy hay đấu âm đi cho bác nhé. À, ngoài ra thì sẽ là tất nhiên sẽ bao ship cho bác anh em nào có những ở gần thì em sẽ hỗ trợ lắp đặt tại nhà luôn trong vòng bán kính 50 cây và nếu anh em ở xa thì em có thể hỗ trợ thì, uh, cho các bác anh em cài đặt sẵn một vài chế độ trước để anh em sử dụng và sẽ lên video hướng dẫn cho anh em tiện sử dụng luôn. Còn anh em nào cần mà chi tiết hơn thì em có thể là Uh, hỗ trợ uh, online cho các bác một chút. Uh, đây và thêm nữa phần quà quyết audio em sẽ tặng cho các bác một bộ mic dây sao pro 700 này luôn tặng thêm cho bác một bộ dây uh, xịn sòi luôn nhá sao sắc pro 700 giới thiệu cũng khá nhiều rồi các bác chắc là cái mẫu này thì các bác uh, có thể check giá trên thị trường xem là em mic dây này nó bao tiền nhé nhưng đây là quà tặng thì không tính tiền ở đây tặng là tặng rồi với một em vang số hàng cực kỳ chất lượng Đến từ Acne Model K9900 Blood Bản 2023 Các bác có nhu cầu về em này Thì các bác liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại của bên em Anh em đang xem video Thì nhớ cho em xin một nút like và đăng ký kênh Xin mời các bác, xin mời anh em